Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi mua hàng, đặc biệt là cái hàng gỗ này, đi đâu đi thì mua cầm cái thước đi mà mua. Đấy, biết đâu được, nhìn nó đẹp như này thôi. Hàng chân sập thờ mai điểu gỗ hương đá như này, biết đâu được bên trong nó như nào hay kích thước nó làm sao. Đấy, đi mua hàng chân hàng 20 mà nó dí cho cái hàng 24 thì như nào, tiền đâu mà bù lại được. Đấy, đi thì cầm cái thước đo chính xác 20 là 20 mà 24 là 24. Chứ bây giờ mà hai mua chân 20 mà đưa cho hàng chân 24 thì sao? Mất hết cả vốn chứ đâu ra.